mẹ, các chị, các em, Mẫu đã thăm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Giữa phòng ba để đời sau còn nghiêm minh cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Anh ơi,
gọi hồn thiêng núi.
ngồi trầm ngâm nhìn máy bay qua khoảng trời rộng, người lính già mắt đỏ hoe, gió lao xao ngàn lau chiều nhớ. Người lính già tóc pha sương, tay run run một vầng nhang khói. Người lính già tìm không thấy mộ bạn mình một chiều nghĩa trang. Nhớ khắc sâu nỗi nhớ thương, đắm đắm niềm thương. Có một thời như thế, bao ngọt bùi sân chia. Từ cánh Nam vượt qua cánh Bắc, từ Đông bước cho đến vùng Gò, bao chiến công lẫy lừng còn đó, máu xương ai nhuộm thắm đất này. Người lính già ngồi chờ ai, hoang hút vai trên hàng bia mộ. Người lính già khẽ gọi tên, thấy mênh mông đồi hoang lòng gió. Người lính già bước trong tranh, nghe trời vơi về xa lắm. Người lính già dường như thấy một nụ hồng đỏ rực ngát hương. Thank you.
bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con. Kính thưa quý vị đại biểu và quý khán giả, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ cả nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ. Chương trình của chúng ta hiện đang diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và đang được phát trực tiếp trên trang fanpage Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và fanpage Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và trong buổi tối ngày hôm nay ngày 26 tháng 7 thì bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh thì đồng loạt các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như là nghĩa trang liệt sĩ quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, nghĩa trang liệt sĩ quận 7 và huyện Nhà Bè, nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn, nghĩa trang liệt sĩ phường Đinh Chiểu, quận Thủ Đức, nghĩa trang liệt sĩ An Nhân Tây, huyện Củ Chi và nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sát Cần Giờ, cùng các nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm, bia tưởng niệm ở các địa phương, các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ cùng diễn ra chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, đây chính là một trong những hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh thiếu nhi, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và thưa quý vị, chỉ ít phút nữa thôi thì buổi lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại các bia tưởng niệm, đài tưởng niệm, các nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu. Và Yến Thi xin mời quý vị
sẽ cùng theo dõi những hình ảnh của chương trình được phát trực tiếp tại các điểm cầu truyền hình tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ An Nhân Tây, huyện Củ Chi và nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sát, huyện Cần Giờ. Mời quý vị cùng theo dõi. Hà Diễm đó chính là đồng chí Nguyễn Duy Minh, trợ lý thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố, có những chia sẻ cho chương trình ý nghĩa ạ. Dạ xin chào anh ạ. Với chương trình tối ngày hôm nay thì con biết là cảm xúc của anh như thế nào ạ? Thì hiện tại cảm xúc của mình lúc này đây là rất là lâng lâng và có một cái cảm xúc tự hào và cảm giác là mình có một gì đó tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương và máu cho đất nước ta ngày hôm nay. Thì về công tác chuẩn bị thì hưởng ứng đợt cao điểm chiến sĩ tình nguyện tham gia uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 14 năm 2020, thì đoàn viên thanh niên Bộ Thành phố đã tích cực xung kích thực hiện tốt các phần việc cụ thể như là tổ chức bê tông hóa các tuyến hẻm, tổ chức tu bổ sơn sửa các đền liệt sĩ tại các xã, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, và ngày hôm nay là đã tổ chức nấu cơm nghĩa tình cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng như là hiện tại bây giờ thì lực lượng vũ trang thành phố đã có mặt từ rất sớm, phối hợp với các bạn đoàn viên thanh niên chiến sĩ tình nguyện của huyện Củ Chi để mà tiến hành ra quân chỉnh trang cũng như là làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cái chương trình thắp nến tri ân tối ngày hôm nay. Thì đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất là cao, nhằm giáo dục tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ tình nguyện của chúng ta có thêm được một cái niềm tự hào về cái truyền thống dân tộc hào hùng, và qua đó là giúp cho các bạn có thêm hiểu được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sâu sắc đến những cống hiến to lớn cũng như là những cái mất mát hy sinh mà các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho chúng ta. Thì để từ đó mà chúng ta có thêm niềm tin, ra sức cống hiến, sáng tạo để góp phần một phần nhỏ của mình vào cái sự nghiệp cống hiến đất nước, xây dựng đất nước. Dạ cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức biết rằng là có khá là nhiều bạn chúng ta không thể tham dự chương trình trực tiếp thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên chúng tôi có làm Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức biết rằng có rất nhiều bạn chúng ta không thể tham gia chương trình vì những điều kiện khách quan. Chính vì thế mà chúng tôi có thực hiện livestream trực tiếp trên fanpage của chương trình, đó chính là Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các fanpage các tỉnh thành đoàn, các cơ sở đoàn trên cả nước. Ngay lúc này đây các bạn có thể chia sẻ hình ảnh ngọn nến đang được đăng trên fanpage Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đoàn như một hành động của tuổi trẻ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngàn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.
nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nắm nôi, sáng chân bao dung, chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè, một giọng ca dao. Lao sao chưa hè, một giọng ca dao. Xin hát về người, đất nước ơi. Xin hát về mẹ, tổ quốc ơi. Tao tận chung thủy, như những câu hò lăng trong tiếng sao. Đêm lạnh giật dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người, đất nước ơi. Xin hát về mẹ, tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ, hạt thóc chia đều. Dẫu no dẫu đói, ta bạn vẹn tình, đắng ngọt cùng. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Sáng người muôn thuở khi trăng đỏ.
tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, Mẫu đã thâm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Giữa phòng ba để đời sau còn nghiêm minh cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Anh ơi,
thon thả giọt đàn bầu, nghe diều nổi cao của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, sang chăn bão giông, chiều ngăn nắng lừa. Lao sao chưa hè mùa giông cá sao, lao sao chưa hè mùa giông cá sao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc. Đời làm lù cương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời mùi mặn hương cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mây mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi chưa hè một sông ca. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Bao tân trung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giặt dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ, hạt thóc chưa đều, dẫu no dẫu đói, ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Sáng người muốn trọng kính mời các đồng chí, các anh chị và các bạn thực hiện nghi thức chào cờ.
sĩ. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đón hòa bình về trên dải đất hình chữ S quật cường. Chúng ta cũng đang hướng tới 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Để có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống trong các cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ biên giới, biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Bao nhiêu mất mát, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu người mẹ Việt Nam đã ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, hiến dâng cho Tổ quốc những đứa con mang nặng đẻ đau, dứt ruột của mình. Chỉ để đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, để màu xanh của sự sống được bất tận, để Tổ quốc được trường tồn, để hàng triệu triệu người Việt Nam chúng ta được tự do, hạnh phúc. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên cả nước, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cùng nhau thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người con ưu tú của dân tộc. Cùng dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Thành đoàn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Tham dự chương trình hôm nay còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các ban văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành đoàn cụm miền Đông Nam Bộ, lãnh đạo các ban văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, câu lạc bộ truyền thống thành đoàn, các cơ quan báo đài đến đưa tin cho chương trình và sự hiện diện của 2.000 bạn đoàn viên, hội viên, chiến sĩ tình nguyện cùng về tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến, đã thành truyền thống hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Năm 2020, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Vào thời điểm này, tại rất nhiều các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên Việt Nam qua từng ngọn nến, nén nhang thơm, thành kính bày tỏ lòng ngưỡng mộ, niềm tự hào về những người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của tuổi trẻ hôm nay. Đó là tình cảm, là đạo lý, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn mà mỗi bạn trẻ hôm nay luôn khắc ghi, gìn giữ, thường xuyên thực hiện. Lễ thắp nến tri ân hôm nay được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nghĩa trang liệt sĩ lớn của đất nước, nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sĩ. Các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, là nỗi khiếp sợ và cả thán phục của kẻ thù, là nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào, đoàn viên, thanh niên trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Bằng cuộc đời mình, các anh hùng liệt sĩ đã viết nên những trang vàng đẹp nhất, không chỉ trong truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã có 75 năm thành lập, 45 năm thống nhất, ổn định, đang từng ngày phát triển. Lý tưởng các anh, các chị lựa chọn ngày nào đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam tiếp bước với sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng. Con đường của thanh niên Việt Nam mãi là con đường cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ. Trên con đường ấy, noi gương các thế hệ đi trước đã có rất nhiều tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, nhanh chóng làm chủ mọi tình huống để rèn luyện, cống hiến, khẳng định bản thân. Tuổi trẻ Việt Nam đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, lao động hăng say trên những công trình mới, miệt mài học tập, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong khu vực và thế giới, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo, xung kích, tình nguyện, tiên phong trong nhiều việc mới, việc khó, phòng chống dịch bệnh, vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ của Đảng ta, của nhân dân ta. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta. Nhiều hành động thiết thực, cụ thể đã được triển khai. Các em thiếu nhi với phong trào áo lụa tặng bà, hành trình về địa chỉ đỏ, thanh niên với phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cụ thanh niên xung phong. Hành trình về nguồn theo bước chân những người anh hùng, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang, liệt sĩ. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ, các anh, các chị. Mỗi hoạt động qua đi không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà còn là một lần tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô giá, được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin, bước tiếp, trưởng thành hơn trong cả nhận thức và hành động. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, chỉ ít phút nữa, từng ngọn nến sẽ được thắp lên tại từng mộ phần các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng liệt sĩ. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện tiếp bước cha anh sống, chiến đấu, lao động, học tập vì một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, viết tiếp bản hùng ca về dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất trong đấu tranh, năng động, sáng tạo, thân thiện, bản lĩnh trong dựng xây đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi không quên, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Quốc Phong. Kính thưa các đồng chí, các anh chị và các bạn thân mến, sau những ngày dài đối mặt với mưa bom, bão đạn, đối mặt với đày đọa khổ đau trong nhà tù thực dân đế quốc, những người chiến sĩ cách mạng, người lính bộ đội Cụ Hồ lại trở về với cuộc sống, với nền hòa bình đang phủ xanh dân tộc. Nhưng nơi biên cương, trên đường hành quân, trong chiến trường cát trắng, nơi ngục tù, bao đồng đội của các chị, các anh đã vĩnh viễn nằm lại, mãi mãi không về. Những chiến sĩ ngã xuống đã hóa thành hồn thiên sông núi. Mọi niềm vui nỗi buồn, những khao khát, ước mơ cháy bỏng, gửi lại hết cho người may mắn đi qua chiến tranh, trở thành hành trang, động lực, sức mạnh trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay vươn lên, phấn đấu, cống hiến, dựng xây, bảo vệ phát triển quê hương, đất nước mến yêu.
cô đến với người yêu. Người yêu cô làm gì? Người yêu cô đi lính. Người lính ấy đâu rồi? Người lính ấy không về. Anh bây giờ nằm dưới đóa hoa. Trong rừng vắng đi khắp nơi tôi tìm đóa hoa xanh trên đời, tôi tìm và tôi hát bài hát đóa hoa dài.
Đoàn viên thanh niên thân mến, nơi thiêng liêng này, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh có hơn 15.000 ngôi mộ, nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ. Dưới tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong niềm thương nhớ, biết ơn sâu sắc, tự hào vô hạn của gia đình, đồng đội, đồng bào và tuổi trẻ Việt Nam. Xin được kính cẩn nghiêng mình với lòng tri ân sâu sắc đến những bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, mẹ liệt sĩ, cùng những người con anh hùng của đất mẹ vĩ đại, những người chiến sĩ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Phút mặc niệm bắt đầu. Các đồng chí lãnh đạo thắp hương.
cười thầm, phấn phơ đùa gió mừng cho nước non Việt Nam. Với giang hồ ai có đứng thiêng, đây khói trầm và đây nhớ ơn và đây ghi dấu anh linh trong nhà hồng. Hồn chiến sĩ ơi, hồn chiến sĩ ơi, hồn chiến sĩ phòng ba để đời sau còn nghiêm minh cúi đầu trước những
những chiến công làm rạng rỡ hiền nam. Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng chiều nắng, về thăm lũy tre là quê đôi.
xuống vượt qua pháo nổ, chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dồn đường khuya đói lạ, theo hầm cầm hơi một điếu thuốc cùng chia đôi. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với bạn bè, với cả cuộc đời tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình tôi không thể nào quên. Ta đưa ngả vào nhau.
Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình thắp nến với không khí vô cùng thiêng liêng và trang nghiêm. Hàng triệu ngọn nến đã được thắp lên thể hiện cho tấm lòng tri ân của tuổi trẻ Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ. Và thưa quý vị, đứng bên cạnh Yến Thi ngay lúc này đây, đó chính là bạn Phan Thị Ngọc Phượng, đoàn viên đoàn cơ sở cơ quan lực lượng thanh niên xung phong, đoàn lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Và ngay bây giờ thì bạn Ngọc Phượng sẽ có những chia sẻ về cảm xúc cũng như là suy nghĩ của mình khi mà ngày hôm nay tham gia buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Xin được mời bạn. Chào bạn. Được tham gia cái lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố ngày hôm nay thì bản thân tôi là rất là xúc động, biết ơn và tự hào. Đây là một hoạt động ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên. Đây còn là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, ghi ơn và tự nhắc nhở mình rằng sống như thế nào cho xứng đáng với những sự hy sinh đó. Tôi cũng xin đại diện các bạn đoàn viên thanh niên của đoàn thanh niên lực lượng thanh niên xung phong thành phố gửi lời tri ân sâu sắc nhất đối với các thế hệ đồng bào chiến sĩ anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân vì nền độc lập hòa bình của dân tộc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 73 năm ngày liệt sĩ thanh niên ngày thương binh liệt sĩ, đặc biệt là kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thì tôi là một đoàn viên của đoàn thanh niên lực lượng thanh niên xung phong thành phố thì cũng đã tham gia nhiều cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cũng như là giáo dục truyền thống tại đơn vị. Thế hệ trẻ chúng tôi nhắn nhủ với nhau rằng cách tốt nhất để thể hiện cái lòng tri ân và sự biết ơn, sự tự hào về cái lịch sử truyền thống đó thì là chúng ta luôn rồi. Đó cũng chính là những suy nghĩ, những cảm xúc của bạn khi mà tham gia chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Và thưa quý vị, tiếp theo thì xin được mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những hình ảnh tại các điểm cầu. Một mai anh chiến thắng trở về, đôi vai gầy và đôi mắt xưa, tóc đã điểm bạc, làn da ngây nắng màu sương gió.
chiếc áo mưa nắng bạc màu, tay bồng bềnh cành hồng tím. Và anh nói tay em mùa
chia.